bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. 4 năm hôn nhân của ca sĩ VBiT nổi tiếng và ông xã Ấn Độ hơn 12 tuổi thay đổi bất ngờ. Cả hai có cuộc sống thế nào sau 4 năm kết hôn là điều khiến nhiều người tò mò hơn cả. võ Hà Trâm kết hôn với chồng Vít Khách trong Harry là do nhân và lớn hơn cô 12 tuổi. Trong 3 năm qua, Võ Hà Trâm và doanh nhân Vít Cách có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc tại Việt Nam. Từ khi có con, Vít Cách dành thời gian cho gia đình, sang sẻ việc nhà cùng vợ nên Võ Hà Trâm không gặp nhiều khó khăn khi có thành viên mới. Dù có khác biệt về văn hóa, nhưng cả hai luôn cố gắng để hòa hợp khi về chung nhà. Không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chồng của Võ Hà Trâm luôn ủng hộ vợ thực hiện đam mê. Võ Hà Trâm từng cho biết, trước đây tôi đã từng trải qua nhiều mất mát, đau khổ. Chỉ đến khi viết cách đến bên mình, tôi mới được bù đắp xứng đáng. Anh như là người mà ông trời sắp đặt để bù đắp cho tôi sau nhiều thăng trầm. Chồng Võ Hà Trâm tên thật viết cách Châu Harry là doanh nhân người Ấn Độ hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Viết cách là chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương nổi tiếng. Dòng ca sinh năm 1990 từng chia sẻ chồng là một người bản lĩnh trong công việc. Anh tự tay ca dựng sự nghiệp, cùng cũng từng mất mát tất cả và phải làm lại từ đầu. Được biết, Phỏ Hạ Trâm và chồng gặp nhau trong buổi tiệc của những người bạn thân. Khi ấy, cô đã thu hút bởi sự bản lĩnh chẩn chạc của người đối diện. Cả hai tiến đến đám cưới sau một năm tìm hiểu. Không chỉ giỏi việc kinh doanh, viết cách còn là người tần trải trong cuộc sống. Dù hơn vợ 12 tuổi, nam do nhân luôn biết cách dung hòa, không để vấn đề trên lệch tuổi tác ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Bên cạnh đó, sống cùng bà xã tại Việt Nam, nam do nhân cũng tự trau dồi tiếng Việt để tiện trong việc giao tiếp với gia đình cô. Theo võ Hà Trâm, kể từ ngày về chung nhà, vợ chồng cô chưa từng cãi vã hay ta tiếng với nhau. Lúc đến với nhau, cả hai đã có quá nhiều kinh nghiệm sống. Chính vì thế, mỗi khi có vấn đề phát sinh, vợ chồng tôi đều giải quyết một cách chính chắn, trưởng thành. Chúng tôi đặt vào vị trí đối phương để hiểu, chứ không phân bua ai à đúng ai à sai. Dù khác biệt về văn hóa, nhưng cả hai vô cùng hiểu nhau. Có thể do hai vợ chồng có cùng ngày sinh nên dễ hòa hợp, nữ ca sĩ bọc bạch. Võ Hà Trâm cho biết, viết cách là một chàng rể gần gũi và hài hước trong mắt bố mẹ vợ. Mặc dù có rào cản về ngôn ngữ, nhưng anh luôn cố gắng kết nối với gia đình vợ. Nữ ca sĩ tiết lộ vợ chồng cô luôn đề cao giá trị gia đình trong cách dạy dỗ con. Cả hai tạo điều kiện để con phát triển một cách tự nhiên, chứ không ép buộc con phải làm theo ý bố mẹ. Viết cách cưng con gái và xem bé như báu vật của mình. Anh luôn làm mọi thứ cho con, ngay cả những việc nhỏ nhặt. Còn tôi có phần cứng rắn và nghiêm khắc với con hơn. Dòng ca nói thêm, Võ Hạ Trâm từng tiết lộ được chồng tận nhẫn kim cương vào kỷ niệm ngày cưới. Ông chồng hỏi em muốn mua điện thoại mới không? Tôi nói không, điện thoại còn xài được. Ông hỏi tiếp, vậy em thích gì? Tôi nhẹ nhàng kim cương. Ông kêu, ok, đi mua. Trời đất ơi, thời em tới rồi nha quý vị. Để tối nay đi chọn hộp cỡ nào to như hộp đầu phộng. Chứ ổng mà cho em cỡ hộp é là xong phim với em. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Phở Hạ Trâm cho biết, điều quan trọng nhất chính là cuộc hôn nhân được xây dựng dựa trên tình yêu đích thực. Bên cạnh đó, cả hai cần phải hiểu giá trị cuộc sống để không phải ta tiếng với nhau.